Ngày 13 tháng 3, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cuộc trao đổi với báo chí về nhiều vấn đề xoay quanh U23 Việt Nam. Hà Đức Chinh đang trải qua quãng thời gian khó khăn ở câu lạc bộ và U23 Việt Nam. Bàn thắng vừa lưới câu lạc bộ Quảng Nam cách đây ít ngày mới là pha lập công đầu tiên của Hà Đức Chinh sau nửa năm im lặng ở cả cấp độ câu lạc bộ và cấp độ đội tuyển. Mới đây, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã trực tiếp chỉ trích Hà Đức Chinh tại câu lạc bộ Đà Nẵng. Ông Đức cho rằng với phong độ hiện tại, Hà Đức Chinh khó lòng lên tuyển. Và trước thông tin ấy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khẳng định: "Tôi tôn trọng ý kiến của huấn luyện viên trưởng Đà Nẵng. Nếu Đức Chinh có phong độ không tốt, câu lạc bộ cũng nên làm sao để Hà Đức Chinh có phong độ tốt nhất. Vì league hiện nay có một vấn đề. Năm ngoái, mỗi đội được phép dùng 2 cầu thủ nước ngoài. Năm nay, số lượng ngoại binh tăng lên 1 người. Hiện giải vô địch của chúng ta có từ 70% đến 80% tiền đạo là những ngoại binh. Nếu chúng ta tiếp tục duy trì như thế này, sắp tới sẽ khó lòng sản sinh ra tiền đạo nội cho đội tuyển Việt Nam. Tôi đã xem trận Đà Nẵng gặp câu lạc bộ Viettel, Hà Đức Chinh dự bị cho 2 tiền đạo ngoại, hoàn toàn không có cơ hội cho cậu ấy. Đương nhiên, phong độ của Đức Chinh thấp có thể là do vấn đề từ chính cậu ấy. Tuy nhiên, chúng ta có lẽ cũng nên nghĩ xem sử dụng tiền đạo ngoại như thế thì ảnh hưởng thế nào từ bóng đá Việt Nam. Tôi không có ý coi thường cầu thủ ngoại. Họ chơi ở hàng công, to cao và có thể lực tốt, chơi bóng bổng từ các tình huống rót biên. Tôi xin hỏi ngược lại, nếu câu lạc bộ Đà Nẵng dùng 2 cầu thủ ngoại như thế, các bạn nghĩ Đức Chinh sẽ phải làm gì để cạnh tranh với họ đây?" Xuân Trường đã có mặt trên băng ghế dự bị nhưng không được tung vào sân thi đấu. Tiền vệ người Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội đối đầu với Jeon Buk, nhà đương kim vô địch Hàn Quốc và 2 lần lên ngôi tại AFC Champions League. Đây cũng là trận đấu thứ 3 liên tiếp mà Xuân Trường không được ra sân. Subhachok Sarachat là người hùng của Buriram với pha dứt điểm chân trái tung lưới thủ môn Bumkeun. Chiến thắng này giúp Buriram gỡ lại danh dự và tìm lại hy vọng sau quãng thời gian khởi đầu chậm chạp đầu mùa giải. Rạng sáng ngày 14 tháng 3, Liverpool đã đá bại chủ nhà Bayern Munich ở trận lượt về vòng 16 đội để giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận. Ở trận đấu này, cả Liverpool và Bayern Munich là những đội bóng lớn với đội hình siêu tấn công. Tuy nhiên, cuộc đọ sức của họ lại diễn ra khá nhàm chán bởi sự thận trọng quá mức của hai huấn luyện viên. Phải đến khi Liverpool là người mở tỷ số trước ở phút thứ 26 do công của Mane, trận đấu mới thực sự trở nên sôi nổi. Tuy nhiên, cũng chỉ gần 13 phút sau, Bayern Munich có bàn gỡ khi mà Matip đá phản lưới nhà. Nhưng rốt cuộc những nỗ lực của Bayern Munich không thể giúp họ có thêm bàn thắng mà phải nhận thêm 2 bàn thua do công của Van Dijk và Mane. Chiến thắng 3-1, Liverpool đã giành vé vào tứ kết. Để hòa 0-0 ở trận lượt đi, trở về Nou Camp, Barca đã có màn nhấn chìm Lyon trên sân nhà. Cú đúc của Messi góp phần vào chiến thắng 5-1 đưa Barca vào tứ kết. Như vậy, lúc này đã xác định được 8 cái tên lọt vào tứ kết, bao gồm Ajax, Tottenham, Man United, Porto, Man City, Juventus, Barca và Liverpool. Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam, ngày 15 tháng 3 tới. Messi vừa cùng Barca giành chiến thắng áp đảo 5-1 trước Lyon trên sân Nou Camp để trở thành đại diện cuối cùng giành vé vào tứ kết Champions League. Thủ quân của Barca ghi dấu ấn trong cả 4 bàn thắng của đội nhà với 2 pha lập công và 2 pha kiến tạo. Đây là thành tích chưa từng có trong một trận đấu lịch sử thuộc đấu trường danh giá nhất châu Âu, khiến Messi càng trở nên nổi bật hơn trong thắng lợi chung cuộc của gã khổng lồ xứ Catalan. Chỉ một ngày trước đó, kim phong địch thủ của Messi là Ronaldo cũng có màn tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick vào lưới Atletico Madrid, mang về tấm vé đi tiếp cho Juventus. Khi được các phóng viên yêu cầu nhận xét về sự xuất sắc của Ronaldo, ngôi sao người Argentina chia sẻ: "Những điều mà Ronaldo và Juventus làm được thật ấn tượng. Tôi nghĩ Atletico đã trở nên mạnh mẽ sau thất bại này. Còn Ronaldo đã có một đêm huyền diệu với 3 bàn thắng đã ghi.